những cập nhật về thời tiết. Chào ngày mới chị Phương Ly, hôm nay Tây Nam Bộ có tiếp tục nắng mạnh không? Bao giờ thì mới có mưa giải nhiệt vậy ạ? Dạ vâng ạ, dự báo là ngày mai một số nơi sẽ có mưa trái mùa nên dịu nóng hơn. Còn hôm nay thì tiếp tục sẽ là một ngày nắng mạnh ở hầu khắp miền Tây Nam Bộ. Dự báo là nhiệt độ cao nhất tại Tân An, Vĩnh Long, Cao Lãnh và Châu Đốc ở mức nắng nóng 35 độ C. Tại Cần Thơ và các nơi khác thì cũng nóng rõ với mức nhiệt là 33 đến 34 độ C. Nắng mạnh, chỉ số tia cực tím hay còn gọi là tia UV sẽ ở mức cao. Người dân chúng ta nên chú ý các biện pháp chống nắng hợp lý nếu phải ra ngoài. Như tại Cần Thơ, trong 3 ngày tới thì dự báo mức UV cao nhất buổi trưa có thể là ở mức 8 đến mức 9, tương ứng là mức gây hại rất cao cho da và mắt của chúng ta. Về dự báo thời tiết cụ thể cho thành phố biển Phú Quốc, nắng cũng sẽ lên đều ngay từ sáng cho đến chiều nay. Còn trưa nay thì nhiệt độ cao nhất là 33 độ C, sẽ khá rát da nếu như mà quý vị chúng ta đi lâu ngoài nắng. Đến tối thì trời thoáng mát, 22 giờ nhiệt độ sẽ là 28 độ C. Chuyển sang thời tiết trên biển, khu vực biển từ Bình Thuận xuống đến Cà Mau, hôm nay dự báo gió đông đến đông bắc cấp 4, cấp 5, sóng cao 1 đến 2 mét. Còn đối với khu vực biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, dự báo hôm nay thời tiết đẹp, thuận lợi cho tàu thuyền ra vào các đảo, trời không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4, biển êm.